Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế và ông Hiroshi Fukuda, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Với tổng số vốn đầu tư hơn 3 triệu đô la Mỹ, Bệnh viện Mắt Quốc tế Nhật Bản được phát triển theo mô hình dịch vụ y tế chất lượng cao. Về chuyên môn, bệnh viện có thể chữa trị hai lĩnh vực đòi hỏi kỹ thuật và công nghệ cao nhất của ngành nhãn khoa là phẫu thuật khúc xạ và phẫu thuật kích dịch võng mạc. Phát biểu tại buổi lễ, ông Hattori Tadashi, viện trưởng danh dự bệnh viện mắt quốc tế nhật bản bày tỏ mong muốn cùng cộng sự là các bác sĩ việt nam các bác sĩ nhật bản đóng góp công sức vào việc điều trị phẫu thuật các bệnh về mắt cho nhiều người việt nam